Thưa tôn giả Thiện Hiện, có phải nhãn giới cũng không phân biệt, nhĩ tĩ thiệt thân ý giới cũng không phân biệt chăng? Thưa tôn giả Thiện Hiện, có phải sắc giới cũng không phân biệt, thanh hương vị xúc pháp giới cũng không phân biệt chăng? Thưa tôn giả Thiện Hiện, có phải nhãn thức giới cũng không phân biệt, nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới cũng không phân biệt chăng? Thưa tôn giả Thiện Hiện, có phải nhãn xúc cũng không phân biệt, nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc cũng không phân biệt chăng? Thưa tôn giả Thiện Hiện, có phải các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng không phân biệt, các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra cũng không phân biệt chăng? Thưa tôn giả Thiện Hiện, có phải địa giới cũng không phân biệt, thủy hỏa phong không thức giới cũng không phân biệt chăng? Thưa tôn giả Thiện Hiện, có phải vô minh cũng không phân biệt, hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não cũng không phân biệt chăng? Thưa tôn giả Thiện Hiện, có phải pháp không nội cũng không phân biệt, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh cũng không phân biệt chăng? Thưa tôn giả Thiện Hiện, có phải chân như cũng không phân biệt, pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì cũng không phân biệt chăng? Thưa tôn giả Thiện Hiện, có phải thánh đế khổ cũng không phân biệt, thánh đế tập diệt đạo cũng không phân biệt chăng?